Kính thưa quý vị và các đồng chí, sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được đảng, nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do bệnh nặng sức yếu, Đại tướng Phùng Quang Thành, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã từ trần vào hồi 3 giờ 45 phút ngày 11 tháng 9 năm 2021 tại nhà riêng ở thủ đô Hà Nội. Chương trình truyền hình Quân khu 7 kỳ này trân trọng giới thiệu một số hình ảnh về Đại tướng Phùng Quang Thành với lực lượng vũ trang Quân khu 7 trên cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng từ năm 2006 đến năm 2016. Qua các lần kiểm tra, động viên cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu, Đại tướng luôn dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt, đánh giá cao kết quả huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nề nếp chính quy của Quân khu 7, trong đó có nhiều nét mới sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Đại tướng Phùng Quang Thanh luôn dành nhiều thời gian kiểm tra thực tế công tác huấn luyện, học tập, sẵn sàng chiến đấu, nơi ăn, ở, sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ các đơn vị quân khu. Đại tướng biểu dương sự nỗ lực cố gắng vượt khó, đồng thời yêu cầu các đơn vị luôn phát huy tính chủ động sáng tạo, quản lý tốt về con người, vũ khí trang bị có trong biên chế, chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh nội địa cũng như quản lý tốt vùng trời, vùng biển của Tổ quốc. Đại tướng lưu ý các đơn vị thường xuyên quan tâm, chăm lo hơn nữa đến đời sống vật chất tinh thần của bộ đội, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, tích cực tham gia cứu hộ cứu nạn, làm tốt công tác dân vận. Từ năm 2006 đến năm 2016, thực hiện chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, trong đó xây dựng thí điểm sư đoàn bộ binh 5 đã tạo ra làn sóng lan rộng không ngừng. Các đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu tích cực rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị đầy nếp chính quy, biến các nội dung trong chỉ thị 333 của tư lệnh quân khu thành hiện thực sống động. Hội trường, nhà làm việc, nhà ở, đường nội bộ, thao trường huấn luyện, khu thể dục thể thao, câu lạc bộ quân nhân được xây dựng khang trang. Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng môi trường trang quá lành mạnh, doanh trại xanh sạch đẹp đã đặt nền móng cho con đường tiến lên chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại của lực lượng vũ trang quân khu. Tại Đại hội Đảng bộ quân khu lần thứ 8 2010-2015, Đại tướng Phùng Quang Thanh đánh giá cao công tác chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang quân khu 7 vững mạnh toàn diện. Đại tướng yêu cầu Đảng bộ, lực lượng vũ trang quân khu cần tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy các cấp, đẩy mạnh tự phê bình, xây dựng các đơn vị vững mạnh toàn diện, luôn nắm chắc tình hình địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện hiệu quả công tác quân sự quốc phòng, chăm lo xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng, xây dựng biên giới hòa bình ổn định, xây dựng tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt Nam Campuchia. Chúng tôi cũng đánh giá cao vấn đề quân khu có chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh toàn diện. Đây là một cái nét mới và một cái thành công trong cái nhiệm kỳ vừa qua. Các ông chí nhìn lại thì có thể thấy là trong cái nhiệm kỳ vừa rồi đấy thì các ông chí xây dựng lực lượng vũ trang khá toàn diện, cả về bộ đội chủ lực của quân khu, bộ đội địa phương, thế rồi dự bị động viên, rồi dân quân tự vệ, rồi cơ sở quân sự xã phường thị trấn vân vân, thì có thể nói rằng các cái loại hình đơn vị là được là đầu tư, được chăm lo xây dựng khá đều. Bây giờ các đơn vị thì chất lượng đều tốt hơn, huấn luyện tốt hơn, quân số tốt hơn, khả năng sẵn sàng chiến đấu cũng tốt hơn. Thế và cái vụ việc vi phạm kỷ luật giảm đi, doanh trại nhà cửa cũng được đầu tư khang trang hơn, doanh trại chính quy xanh sạch đẹp, không chỉ ở Sư Năm mà còn các cái trung lữ đoàn, các cái nhà trường, các cái bệnh viện, thế rồi khối cơ quan quân sự địa phương cũng là những cái điểm sáng về cái phong trào xây dựng doanh trại chính quy xanh sạch đẹp. Những lời chỉ đạo của Đại tướng là ngọn đuốc soi đường để Đảng bộ, lực lượng vũ trang quân khu 7 tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng, tạo ra nhiều dấu ấn đổi mới sáng tạo trên các mặt công tác, giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước. Luôn là lực lượng tiên phong nồng cốt trong thiên tai dịch bệnh, là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn, xứng đáng với vị trí tầm dốc của quân khu trọng điểm phía Nam của Tổ quốc.